Hello anh em, hiện tại anh em hai anh em đã có mặt tại cà phê Zin Farm nhé, xã Gia Kênh. Đây anh em tới rồi này, đi review cà phê luôn với anh Xuyên đẹp trai. Đây mọi người cùng theo chân mình đi review quán nha. Quán này chắc rộng rãi nhất của khu luôn, giống như công viên luôn à. Đây cho anh em thấy bên kia nè, rộng rãi nhất luôn. Đây, từ khu vực kia đi lên tới đây hàng trăm mét luôn. Quán rất đẹp luôn này mọi người ơi, từ nhà tới đây chắc 16-19 cây luôn. Mà anh em vẫn cố đi buổi tối cho nó đẹp. Đây. Giờ anh em bước qua quán này. Xin mời anh em cùng đi theo chân mình nha. Thật sự quán rất rộng rãi luôn mọi người ơi, như này như không hết luôn. Quán chắc mấy hectare rồi nha, từ trên kia tới đây đi đẹp luôn, cảnh quá đẹp rồi luôn.
em uống cà phê xong rồi, chuẩn bị về thôi. Bây giờ 9 giờ khách đi về hết rồi. Đây, quay cho anh em thấy khu chơi trẻ em này, số điện thoại. Đây, làng Nho Một, xã Yên Kênh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai nhá. Địa chỉ quán cà phê. Đây, đông đảo quá. Xe của mình là ai đi đây ở đây ta? Đây, bác. Tự nhiên ai để gỗ trên xe đây này? Cúi hả? Không hiểu ý gì luôn. Rồi hiện tại anh em đi uống cà phê xong rồi. Anh em làm một tô vỡ cho nông bộ rồi đi về thôi. Đây, sếp quan này là quen, quá quen luôn rồi. Rất tuyệt vời. Nhất. Đó xong đây. Nhất luôn. Đó, anh em mới đi Phú Thiện về luôn. Quan cho Phương cả ba mình nữa. Nhìn là thấy ngon rồi. Đó. Ngay đường Trường Chinh nha.